Tài trợ học bổng, tặng sách vở, quần áo các điểm trường vùng sâu vùng xa, con em các gia đình thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, thực hiện sửa chữa và lắp đặt miễn phí cho trường học, các gia đình chính sách, các hộ gia đình nghèo là một trong các hoạt động chính của tháng tri ân khách hàng của EVN-MPC năm 2020 tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc, địa bàn mà tổng công ty thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành và cung ứng điện. Triển khai hoạt động này, vừa qua, đoàn công tác của EVN-MPC đã đến thăm và trao tặng 20 bộ máy tính, 1.000 cuốn vở viết và 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Hợp Thịnh số 2, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang với tổng trị giá 300 triệu đồng. Được biết, tại ngôi trường này, từ năm 2016, để có máy tính thực hành môn tin học cho các em, nhà trường đã phải thuê bằng chính số tiền mà các em đóng góp hàng tháng. Bằng món quà của EVN-MPC trao tặng, nhà trường sẽ có điều kiện tốt hơn để cho các em học tập thực hành về công nghệ thông tin, cũng như cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy của thầy cô giáo. Hy vọng món quà này sẽ giúp các em có được phương tiện để học tập tốt hơn, bổ sung kiến thức cần thiết để sau này trở thành những công dân, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.